mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Khoe mặt mộc tại Miss Universe, Hoa hậu Ngọc Châu để lộ một điều khiến fan lo sốt vó. Vừa đáp cánh tại Mỹ để thi Miss Universe, Hoa hậu Ngọc Châu không buồn trang điểm nhưng lại lộ khuyết điểm khiến fan lo lắng. Hành trình Road to Miss Universe 2022 của đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Ngọc Châu đang là từ khóa hot nhất nhì mạng xã hội hiện tại. Mới đây, cô nàng sinh năm 1994 đã thông báo với người hâm mộ đã đáp cánh an toàn tại Mỹ và sau đó Ngọc Châu sẽ chính thức bước vào khóa huấn luyện ứng xử cùng thầy Jimmy Nguyễn. Người đẹp tự tin khoe gương mặt mộc cùng đường nét hoàn hảo tại sân bay. Tuy nhiên vì không có kem che khuyết điểm nên đôi mắt của đại diện Việt Nam đã bị lộ rõ quầng thâm và chút mệt mỏi khiến nhiều người lo lắng cho cô. Vì lịch trình dày đặc tại Việt Nam và ngay sau đó phải lên đường sang Mỹ chinh chiến quốc tế nên có vẻ Ngọc Châu đã phải hy sinh giấc ngủ để đảm bảo được số lượng công việc. Dù phải lao động với cường độ cao khiến đôi mắt trở nên kém sắc, nhưng tinh thần tràn đầy năng lượng của Ngọc Châu đã giúp cô ghi điểm lớn đối với người hâm mộ. Không những tự tin khoe nhan sắc không trang điểm, Ngọc Châu còn làm hẳn một vlog nhỏ ghi lại khoảnh khắc cô ở trên máy bay tẩy trang và chăm sóc da. Tuy đôi mắt có phần mệt mỏi, nhưng làn da của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 vẫn khá căng bóng và mịn màng ở tuổi 28. Và đã phải liên tục dặn dò người đẹp cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể chinh chiến tốt nhất trong những ngày sắp tới. So với thời điểm mới đăng quang, Hoa hậu Ngọc Châu đã có cải thiện đáng kể về mặt sắc vóc lẫn ánh mắt và thần thái khi đối diện với ống kính, khi cô hoàn thành khóa huấn luyện gần một tháng tại Philippines cùng thầy Carlos. Đêm chung kết Miss Universe 2022 sẽ được diễn ra tại Mỹ. Hoa hậu Hoàng vũ 2021 sẽ trao lại vương miện lẫn sứ mệnh cho người kế nhiệm. Quốc gia nào tiếp theo sẽ được ghi tên vào lịch sử nhan sắc của thế giới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.